Xin chào cả nhà, đây là cái con đường mà đi vô nhà của ông ba người mà mình được một vị khán giả giới thiệu ở trên kênh. Nói là nơi đây ông ba có một cái tượng Phật rất là đặc biệt. Và cái nơi mà ông ba gặp cái tượng Phật cũng như là cái duyên ông ba tìm đến tượng Phật nó cũng rất là đặc biệt. Thì đây là cái con đường vào nhà ông ba nha cả nhà. Trước mặt cả nhà, đây chính là cái tượng Phật mà ông ba đã tìm được. Câu chuyện nó như thế nào thì bây giờ mình xin mời cả nhà vào bên trong để cùng gặp ông ba, để mà trò chuyện với ông ba nha. Sau khi khám phá cái ngôi chùa ở trong rừng với những cái môn võ mà ông ba đã chia sẻ, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục theo chân ông ba đến cái nơi mà ông ba nói là gặp được cái bóng đèn không ba ha? Bóng đèn màu đỏ thôi nha. Màu trắng không ba? Màu trắng. Dạ. Mà xung quanh đây cả nhà thấy không? Rừng không ạ? Cây cối rất là đông. Khắp nơi là rừng. Nè, tao lại tới đây nè. Tới đây không ạ? Tao lại tới đây nè, rồi bay vô đó. Bay vô bụi cây này. Đúng là ông ba là một người con của võ thuật luôn á. Đi rất là khỏe cả nha. Thấy cái dáng dáng ông ba vậy chứ đụng cái là ông dứt văng bụp lá liền. Hả? Không có đâu. Không có đâu. Hết rồi. Hồi xưa có, hồi xưa nó là làm cái mộ đó là làm tượng trưng ổng rồi, nó nói hồi xưa là cọp ông kia giỏi lắm, ông quánh cọp ngay đó đó. Dạ. Quánh cọp luôn không ba? Quánh với cọp á. Có cái ông ở đó hồi xưa. Ở đây có một cái mảnh cỏ rất là lớn mà không thấy ai nuôi bò dê gì hết anh ba ha. Có bò đây nè, đó nè, tao rượt từ đó đó, rượt tới đó đó. Dạ. Mà khoảng 12 giờ mấy á. Ở đây có cái cánh đồng cỏ rộng lớn như thế này mà ông ba không nuôi bò dê ủng quá ông ba? Nuôi đó, bệnh bán hết trơn đó. Con nhầm, xin lỗi ông ba. Nghĩa là ngày xưa ông ba bị bệnh, ông ba bán hết bò hen. Bán hết bò 7-8 con mà. Bán 7-8 con trị bệnh cả nhà, mà chưa hết. Còn mấy cái gò này là gò mối sao ông ba? Hả? Cái gò này ông ba? Gò này là, không, gò này là ủi lên thôi. Ủi lên. Đây là hồi đó là có một con rắn bự lắm. Trời. Ngay gò đây nè. Mà lâu lâu mới thấy lần. Ngay gò đó đó. Mà tao gò bển á. Gò đó đó. Bự đó không ba? Ngay đó đó. Ngay gò đó ha. Hồi đó gò mối bự đó đó. Cái tao đi tới đây tao thấy nè. Tao thấy khoảng chừng bằng hai bắp đùi tao vậy đó. Trời ơi. Bắt đầu quấn cái gò mối, giáp gò mối luôn. Cái đây tới đó mà tao chạy đi tới mất tiêu không thấy. Trời, con rắn bự bắp đùi không ba luôn. Bự hơn, hai bắp đùi gì nè. Trời ơi. Mà quấn nguyên cái gò mối luôn, giờ thấy đen thui vậy nè. Ở đâu mà con với ông bà giờ đi đằng ngay đây nè. Cái gò to lắm. Bây giờ sau này nó ủi rồi, nó ủi đó, gò ngay đó đó, gò mối này nè. Nhưng mà con rắn hai cái bắp chân của ông ba là to. Rộng ghê lắm. Mình dòm từ xa cách khoảng chừng 20 mét, tầm 20 mấy mét đó đó. Đứng đó dòm đây nè. Dòm thấy đây nè, gò mối này nè. Cái gò nó bự lắm mà nó quấn quanh cái gò mối là nó phải quấn gò mối nè, rồi đó gò mối này nè. Chắc nó cây nó dài chắc cả chục mét luôn á. Không biết mấy mét mà hút gò mối bự vậy nè. Nhưng mà nó màu gì không ba? Màu đen. Rồi. Đây đen nè. Luôn. Gò này nè. Quấn hết cái gò này luôn không ba? Quấn hết gò này rồi đó, gò này tới đó đó. Dạ. Quấn thấy cái đuôi từ đó đó mà quấn cái đầu qua đây nè. Dạ. Trời ơi. Cái đầu qua đó đó. Dạ, chục mét. Ông ba chạy lại. Từ xa chạy lại coi. Chạy lại phải bắt luôn chứ bộ. Trời ơi nó bự vậy sao bắt nổi? Thì chạy lại vậy, tự nhiên chạy lại vậy đó. Dạ. Mất tiêu luôn. Chạy lại giờ mà không có thấy. Dạ. Thấy từ đó mà chạy vừa chạy lại đây cái luồn vậy mất tiêu. Dạ. Mà đó đây có cây. Mấy cây cao cao.
Trời ơi, gò bự lắm cả nhà. Mình không có luồn được. Đây nè, ngay gò mối ngay chỗ này nè. Vậy là ông ba bị dẫn rồi đó. Ờ, một có thấy con mà ít ai thấy lắm. Ừ. Mà tôi thấy đó, ngay đây nè. Nhưng mà mình thấy mình chạy lại không có là mình đang bị giỡn á. Ừ, chạy lại. Dạ. Tự nhiên mà không biết sợ. Dạ. Cứ chạy lại cũng như là rượt bóng đèn, nếu mà bình thường mình thấy vậy ban đêm ai mà đi rượt làm chi. Dạ. Cũng như là làm như cái lôi cuốn mình rượt vậy. Ông ba con thấy trên kia có những cái thùng đá lớn là đá ở tảng đá. Tảng đá to. Ai ở chính không ba? Không không. Hồi đó là hồi xưa này, nghe người ta nói về cổng chết nhiều. Ừ. Hồi đó hộp ở đó bị máy bay nó phát hiện á. Ngay đó, ngay tảng đá đó đó. Thưa ông ba ở đây giữ đất là giữ đất cho công trình hay là giữ đất cho một địa chủ ở đây ông ba? Một địa chủ thôi. Trời ơi, người nào mà chủ đất này ghê vậy ông ba? Cái đất này hồi xưa đất Nguyễn, bây giờ nó bán rồi. Nó bán cho Thái Bình đó. Trời, nãy giờ đi mà chắc cũng mấy trăm mét rồi. Mà chỗ ông ba rượt cái bóng đèn xa dữ à. Đây nè, nó rượt. Cái này mình gọi là cái gì ông ba? Hả? Cái này nè. Cái này cái dầu. Cao quá nha. Ờ, còn cái me ở trong này nè, đó là rượt từ cây me trong này nè. Dạ. Trời, giờ còn đi vô xa nữa. Đó, trong nhà này nè. Chưa thấy có cái gò lại gì bên đó ông ba? Đâu? Đó. Đó, gò đó nó ủi sao này, gò mối á. Trời, gò mối to quá ha. Ờ, gò đó gò mối. Dạ. To lắm quý vị. Đây nè, ngay cái me này nè. Dạ dạ. Ngay me này nè. Rồi, sau một hồi di chuyển thì cũng đến cái cây me mà ông ba gặp cái bóng đèn. Và cái hiện tượng rất là lạ cả nhà. Cây me nào ông ba? Nè, cái chỗ này nè, chỗ này là hồi đó là cho người ta ở nhờ nè, cái nhà này nè. Dạ. Nhà đó bây giờ dở rồi, làm mới lại rồi, hư rồi, bắt đầu con nhỏ đó nó hai vợ chồng nó không có chỗ ở, cho ở nhờ. Yeah. Ở nhờ cái ban ngày gì nè, nó ở trong nhà nó thấy một mẹ đàn bà xả tóc nhảy xuống. Yeah. Bắt đầu nó coi mặt mày nó đen thui, nó chạy qua tao mà tao không thấy, nó thấy với tao không thấy. Ở nhảy đâu bà? Trên đây hả? Đây nè, mẹ này nè, là từ trên cái mẹ nhảy xuống. Ừ, nhảy xuống nó xả tóc. Ừ, rồi tao chạy lại tao đâu có thấy. Nhưng mà ban ngày hay ban đêm? Ban ngày. Ban ngày mà từ trên cái me nhảy xuống luôn. À, ừ, nó nói chứ, nó nói mà mặt mày nó đen thui, nó chạy. Nhưng mà lúc mà cái tư thế mà cái cô mà đang ở nhà, cái mảnh đất của ông ba này chạy qua với cái tư thế là con hốt hoảng không? Hốt hoảng, mặt mày xanh mét. Là lúc đó là ông ba nghĩ là thật luôn á ha. Ừ, chạy lại không thấy, chạy lại không thấy. Rồi cái bóng đèn là tao thấy trước, nè tao ngồi đây ngay đây nè. Dạ. Cũng là nuôi gà ở đây luôn. Dạ. Nuôi gà cái nền này luôn. Dạ. Tao ngồi vậy nó tối à. Tao ngồi vậy tao cầm cúng cầm cái cây. Cây vậy. Dạ. Bắt đầu bóng đèn đó. Dạ. Nằm ở trên nhánh cây đó đó. Dạ. Bóng đèn treo lơ lửng vậy nè. Dạ dạ. Bắt đầu mới tao đang ngồi. Tao thấy mà không có sáng mà nhiều nghe. Dạ. Chỉ là sáng sáng một chỗ thôi, gom chỗ đó thôi. Dạ. Bắt đầu. Ê, con gì vậy? con sóc. Sóc cái gì vậy? Ừ. Đó. Nó rượt nhau á. Ừ. Đó. Con tưởng nó tấn công gì vậy? Không có đâu, nó sợ mình chứ. Bắt đầu á, thấy đây ha, bắt đầu tao mới đứng dậy, tao quay dòm đây, ông bay qua đây. Dạ. Bay qua đây tao mới đi, ông bay qua đó, bao đó tao đi lẹ cái, ông đi lẹ, bóng đèn đi lẹ. Đi lẹ ra tới ngoài đó, cái tao thử chạy coi, tao chạy ngược cũng bóng đèn cũng lẹ, thấy đi từ từ mà mình chạy không kịp. Dạ. Chạy tao ngược tới đó là nó hết đó. Dạ. Thế đó tao đi về đó là bao nhiêu đó. Là ông ba chỉ thấy bóng đèn thôi ha? Bóng đèn thôi. Còn cái cô gái là thấy... Cô gái là thấy, thấy... Phóng từ trên cái me xuống luôn. Mặt mày đen thui hết, cái me này nè. Ghê vậy ta. Ừ, cây này nè, cây nhỏ vậy đó. Mà cây này không lớn nha. Tao lên đây là 20 năm cái me vẫn mới lớn thôi. Dạ. Không có bự chút nào hết á. Là phóng từ cái cây me ông ba đang... phóng từ đó có cái nhánh đây nè. Tao chặt cái nhánh nè. Đó có cái nhánh đó đó. Phóng xuống đây là nó ở trong nhà này nè. Phóng xuống. Lúc mà cô gái mà từ trên cái cây me phóng xuống á, là xõa tóc luôn không? Xõa tóc. Nó nói mặt trời ơi. Nó nói là thấy xõa tóc xuống, nhảy xuống, nó nói nó sợ quýu hết trơn và nó đi chạy luôn. Dạ. Nó tóc nó chạy tao đang nằm dũng nó đi, nó nằm lên tao á. Dạ. Là lúc đó qua kêu ông ba mà thấy mặt mày hớt hởn ha. Hớt hởn rồi, mà vợ chồng đó thì đi làm. Dạ. Nó ở nhà mình à. Mà lúc chạy qua kêu ông ba rồi ông ba trốn luôn hay ông ba chạy ra đây coi? Chạy ra liền. Ông ba không sợ hả? Không. Chạy ra tự nhiên, tại giờ coi nó không có.
không thấy gì luôn. Không thấy gì hết. Nhưng mà theo cái lương tâm của ông ba nghĩ, cái cô gái mà ở nhờ cái mảnh đất của ông ba là chia sẻ cái câu chuyện mà một người từ ở trên cây me nhảy xuống là có lương tâm của ông ba? Có, tại vì nó sợ mà nó mặt mày nó đen thui hết trơn. Nó chuyện không nên lời mà dở nhà cuốn đồ đi luôn. Trời, cuốn đồ đi luôn. Mai là cuốn đồ đi luôn. Đâu có dám ở đâu. Trời ơi. Là cái đó là sự thật. Mà mình đó, mà sự thật mà con mắt mình không thấy thôi. Con mắt mình không thấy, mình nói cái gì đó nó có cái đó, mình không có mình nói. Đó này nè, cây me này nè. Trời, cái tán me nó cũng to. Ở mà đó mấy cây đó không có luôn, trở lên cây này. Dạ. Hả? Cây bên kia nó không nhảy vậy đây. Còn á, bóng đèn này ngay cây đó. Dạ. Bóng đèn khoảng bằng cẳng cái vậy đó. Dạ. Xíu ha. Khoảng bằng cẳng cái mình nữa mà lẫn sáng là sáng, không phải là sáng như bóng đèn mình sáng la nghe, sáng một khúng gì thôi. Mình ngồi đó còn không sáng đâu mà, sáng ở trên đó thôi. Dạ. Là nó vậy thôi. Rồi lúc mà ông ba thấy bóng đèn thì ông ba có kể cho vợ con mình nghe không? Lúc đó không có, rồi thấy cái sao mới kể. Dạ. Thấy lần nữa. Vợ con mình có tin không ba? Hả? Tin chứ. Tin, thằng Út nó cũng tin vậy. Dạ. Thấy bóng đẹp đó, mình thấy y như mình nó có ngủ cái gì đâu, vậy thế. Dạ. Mà giác đó là tôi ngủ trong nhà, tôi đi ra đây. Dạ. Đi coi có trộm gì không? Sốc á. Sốc quá không ba ha? Ừ. Thì quá là sốc. Con thấy còn nhiều thú hoang lắm không ba? Không, không có đâu. Có khỉ không ông ba? Khỉ thì lâu lâu có. Lâu lâu lạc qua có. Hồi đó là thường tao ngủ đó là tao muốn tập mấy cái đường để mình xài hàng ngày, tao ra tao tập đây. Dạ. Đó tao ra thường tao tập đây không à. Dạ. Tao không có tập đó người ta thấy tao tập đây. Dạ. Ủa mình học võ là mình cũng sợ người ta thấy không ạ? Đâu có, mình lớn tuổi rồi mình tập này kia lấy rồi già rồi tập làm cái gì để nó phải không? Dạ thưa ông ba, ở trong cái khu vực mà mình đang sinh sống nè, bây giờ chắc chỉ mỗi ông ba mới dám sống ở đây, chứ ngoài vô ở chắc vài ba bữa chịu không nổi nữa không ba? Có cái thằng ở đây tới bây giờ luôn, nó giác chiều là nó không bao giờ nó dám qua đây. Trời ơi! Nó là thương tao lắm mà nó lại kiếm tao mà giác chiều trần giặc tối mà nó lại nó kêu ú ớ ú ớ tao không trả lời nó chạy về á. Nó có xui rồi đó. Dạ. Yeah. Nó không dám á. Yeah. Là cái đoạn đường từ ở ngoài đầu hẻm vô ta nói ở đây hồi đó đây. Hồi đó người ta kể lại mình không có thấy, nói đây là lùm cây không à. Dạ. Yeah. Nói leo lên cây nhảy luôn á. Trời mà ơi. Cái đó là không thấy, mình không thấy đâu. Nó mình nói vậy thôi chứ mình không có thấy. Người ta kể lại. Kể lại thôi, cái đó là kể lại. Nhưng mà cái người mà buổi chiều không dám đi vô đây là thanh niên như tụi con hay là lớn tuổi? Lớn tuổi rồi, có vợ có con rồi. Có vợ có con rồi. Rồi lúc đó là nó có hai đứa con rồi mà nó còn không dám lại đây mà. Trời ơi. Giác chiều nó không dám lại đây. Chiều chật giật tối. Chăn nuôi gà nhiều quá không ba? Nuôi cho anh ta. Dạ. Nuôi cho cái thằng đó nó giàu. Dạ. Nuôi là gia công. Dạ. Một con nó bắt nó trả mình 2 triệu. Cứ nuôi tới khoảng chừng 10 tháng. Dạ thưa ông ba, con có nghe một vài người dân chia sẻ về một cái tượng Phật rất là đặc biệt ở nhà của ông ba. Ừ. Ông ba có thể cho hai đứa con chiêm ngưỡng cái tượng Phật ở nhà ông ba không? Đó, có gì đâu. Dạ. Thôi mà. Hai ông cháu mình lên ha. Dạ. Đi. Đó cả nhà, cái tượng Phật. Là cái làm cho sống đi rồi tao đặng cho gà vịt ăn, nó đói. Dạ. Rồi. Rồi đó. Nó đợi tao rồi đó. Dạ. Thực sự nếu mà ông ba ở thời điểm mà còn trẻ nhìn tướng ông ba rất là chắc, cái cơ ngực với cái cơ tay khủng khiếp lắm. Ba đi nhanh gọn ha. Ủa, ai ông ba có mấy chó gì với thương mình nha. Đây coi nha, đây là cái tượng Phật nè. Một lần á mày biết không, tao bị một lần tao nằm chim bao, tao thấy xe Honda đụng tao. Yeah. Cái tao đâu có để ý. Dạ. Bắt đầu tao đi bị đụng thiệt. Trời. Cái một lần đó không sao, cái lần sau nữa. Lần sau thấy đụng gãy tay. Dạ. Gãy tay mà đi bị thiệt, bây giờ hư cái tay bên đây luôn rồi. Hai lần thấy rồi. Hai lần thấy luôn. Lần mà không giữ. Không tin, sau này mới tin. Sau này không dám nữa. Dạ. Nếu mà thấy rồi là không có làm nữa. Dạ. Mà tượng Phật này là ở đâu ông ta có ông ba? Ở bên quận 9 đó. Người ta bỏ bò lăng bò lóc rồi mình thấy vậy có duyên với mình thỉnh vậy. À người ta bỏ hả? Người ta bỏ bùa lăng bùa lóc, đâu có ai săn sóc. Nhưng vậy đâu. Lúc ông ba
nhận được cái tượng Phật này là ở một cái khu vực nào? Ở bên quận 9. Ý là cụ thể nó đang nằm ở đâu á? Nằm ở dưới đất á. Dưới bụi cây á. Rồi mới đem về đó. Nhưng mà cái đồ người ta vứt bỏ đi sao ba mang về chi? Vậy đó mà người ta ở đây là mấy đứa là nó ban đầu nó không tin, sau này nó ớn rồi đó. Dạ. Nhưng mà tin về chuyện gì ông ba? Chuyện linh. Ông ba có thể kể cho con cùng với quý vị khán giả nghe một cái câu chuyện mà ông ba được thầy được đây, cũng như là được người dân ở đây chia sẻ đi ông ba. Được, cái này là bây giờ cái này chỉ là mình không có nói với ai. Cái này là lúc thầy mình thấy là có cái gì là cho mình thấy trước, nằm tối vậy nè. Nằm tối là thấy trước. Cái lúc đó đâu có gì đâu, cái bữa mà mất con gà. Yeah. Gà đá. Yeah. Cái đi kiếm không gặp, kiếm đầu này đầu kia không gặp, cái đang nằm này mà nằm ở ngày đây nè. Quay cái đầu ngược lại đây. Cái có một ông đen thui đi vô nhà, kêu nói ở gà mày, nó gửi nhà quý nói tên luôn. Cái thức vậy đi kiếm gà đó. Lúc đó mới đem ông về à. Nó thấy một ông đen thui vô bích cửa đó. Vô là thấy tối, thấy ban ngày mà vô là thấy tối luôn á. Là bắt đầu đi kiếm là gặp. Người đó là nó nói mày là tao nằm tao thấy mấy lần đó, thấy đi là bị xe đụng là không giữ là gán đi á. Mình ở nhà thì nó qua. Còn đi bị hai lần á, sau này không dám đi nữa. Nếu mà thấy rồi phải ở nhà, đừng có đi đâu hết á. Ông ba có nhớ cụ thể là ngày mình mang tượng Phật từ quận 9 về cái nơi mình đang sinh sống là bao nhiêu năm rồi không ông ba? Cái này khoảng 10 mấy năm mà khoảng cỡ chừng chắc 12-13 năm. Mười mấy năm, 12-13 năm à. Không có nhớ, nói thẳng đi, không có để ý nơi đó. Dạ thưa ông ba, vật liệu của tượng Phật này là bằng xi măng hay bằng đá ông ba? Cái này mình không có biết được, là thấy vậy tự mình đem lại luôn, mà làm như có duyên nợ mình đem lại. Còn mình thấy biết bao nhiêu cái mà mình đâu có lấy đâu. Dạ. Rồi thấy ông này cái sách về. Dạ. Đó. Đây là tượng Phật Đức Thế Tôn. Có nghĩa là người ta bỏ cũng nhiều nhưng mà ông bà lại chọn cái tượng Phật này. Nó bỏ nhiều mà nhiều chỗ. Dạ. Không phải là có thấy cái chỗ này sao mà tự mình cho tự kiến cho mình đem về. Dạ. Đó. Bữa nhưng mà trong lương tâm của ông ba có cái tin là có chuyện tâm linh không ba? Có cái tâm linh là khiến mình là cái đó là mình có cái tâm linh, có cái gì đó mới khiến mình đem về. Dạ. Đó. Còn ông ba nghĩ là duyên của ông ba có duyên với cái tượng Phật. Thấy rồi. Phật về đây ngự ở đây đúng. Cho mình biết những cái việc phía trước của mình. Đúng rồi. Dạ. Nhưng đúng mà cái phía trước đó mình chỉ có thể giữ cho bản thân của mình. Giữ bản thân của mình. Ba chia sẻ với người dân hàng xóm xung quanh không? Không chia sẻ. Tại vì mình nói là người ta đâu có tin. Người ta không biết là nói sợ người ta không tin mình cái gì cũng vậy, mình để ý mình mới biết. Không phải là nói trắng trợn như mình như vậy, không phải là vậy. Là có phải ra làm cái gì cho mình biết vậy thôi. Là hồi đó không có. Bây giờ là từ đêm ông về lại á, đốt nhang đâu có bỏ ngày nào. Phải đốt nhang cho thằng đưa cho thằng lính, giao cho thằng lính. Đốt nhang là không bỏ. Dạ. Nó mà nhậu xịn cái nào nó cũng phải đốt nhang. Nó không bỏ. Theo ông ba có tin là Phật về ngồi cái nơi mình đang sinh sống như ông ba? Cái này á, tại vì đối với con á nha, con không biết nhưng mà con thấy cái gì mà nó càng cũ kỹ á, đối với con nó là càng quý giá nha. Đúng. Nó càng mới mẻ thì mình nghĩ nó có bàn tay của con người đặt vô nó mới được cái sự bóng bẩy. Đúng. Cái sự chảy chuốt. Đúng. Còn những cái mà mình nhìn thấy nó khô ráp, thô nhưng mà nó lại mang cho mình một cái. Đúng rồi. Cái niềm tin hơn. Đúng đúng đúng. Bởi vì vậy người ta hay nói một câu, không phải cái gì nó sáng chói, nó lấp lánh, long lanh, nó là vàng, là kim cương. Đúng. Phải cái gì thô ráp nó là xấu xí đâu. Ừ. Lợi xin luôn á. Lợi thỉnh đi là không cho. Dạ. Tại vì á, Phật ở với mình. Dạ. Là mình ở có duyên với mình, là mình để đưa Phật đi là sao được. Dạ. Bây giờ là đưa bao nhiêu tiền cũng không cần. Dạ. Đó là, dạ. Là không cần tiền, là cần ổng ngồi đây thôi. Đó. Thưa ông ba,
ở cái thời điểm mà còn trẻ thì ông ba có cái tin vào cái câu chuyện Phật pháp tâm linh không? Ít khi tin. Không tin. Nhưng mà từ ngày có cái tượng Phật này lại tin. Tin. Hồi xưa có tin á, tin mà khi nào á, người nào như làm cho thấy mới tin. Đúng rồi, thời còn trẻ. Còn bây giờ á, bây giờ không phải như vậy nghe. Bây giờ á, người ta nói á, tin lành. Tin lành. Đó. Có nghĩa là tin lành thì mình sẽ được hưởng được hưởng cái phước đức. Dạ. Cái lành lặn của mình. Dạ. Nếu mà ta không tin, ta đâu có bị có tật, bị cái nát cái giò này. Nếu mà tin. Dạ. Đó. Dạ. Không tin mới bị cái tật, mới bị thương. Dạ. Nếu mà ta nếu mà tin hai lần đâu có bị cái gì đâu. Dạ. Đó. Là nó vậy đó. Là thời còn trẻ là ông ba là không có tin gì. Trời đâu. Ơi, không có tin đó ta. Mấy ông già ông chửi đâu, ông nói mày là cái thằng gì cộng mà, thằng không tin mà. Dạ. Nó chửi mà. Nhưng mà bây giờ ở cái độ tuổi này. Đó. Kinh nghiệm lại chạy qua hơn. Đã từng chứng kiến và mình đã từng đúng, trải đúng. Nghiệm thì ông ba sẽ phải tin đúng không? Phải tin, phải tin mấy cái này phải tin. Không phải là cái tượng nào là cũng tâm linh. Dạ, không phải cái tượng nào cũng tâm linh. Dạ đúng rồi. Nhiều khi 100 cái tượng không có mà khi một là nó dẫn chất lượng đó. Dạ. Ông ba có thấy một điều rất là lạ không? Bây giờ mà bà con cô bác mà Phật tử mà cội nguồn á, nghĩa là theo cái tôn giáo đạo Phật mà từ lúc còn nhỏ sinh ra. Ở thời điểm là bằng độ tuổi của ông ba luôn á. Ừ. Thì những cái Phật tử đó họ lại không thích đi những cái chùa lớn. Họ đúng. Thích đi những cái vùng quê, những cái cốc, những cái vị sư ẩn tu họ lại rất là quý. Họ đúng. Thích đúng. Tìm một cái gì đó ở cái thị thành nó choáng ngợp, nó nó xa hoa của cái đô thị. Họ thích tìm đến một cái gì đó nó mộc mạc ở miền quê. Những cái nơi hẻo lánh thì được nhiều Phật tử tới thắp nhang hơn. Như ta bây giờ cũng vậy. Cái chùa sang trọng nó không đi thì cũng đốt nhang vậy thôi chứ không thích, mà đi mấy cái chùa nhỏ lặn lội mệt mà vẫn thích. Dạ. Giống như mình đi về quê mình đi những cái ngôi miếu mà đúng. Ở trong sâu á. Ừ. Mình đi vô cái ngày mà rằm đồ cúng rồi mình đi vô trống, mình cái tư tưởng của mình đi là không có mệt, mình rất không mệt vui. Vui. Mình cảm tưởng của mình rất là vui. Và thấy, mình có niềm tin ở một cái nơi đó đúng không? Ông vậy đó. Thật thiếu gì bây giờ á. Tao lấy đất sét tao nắng vẫn được bình thường. Dạ. Mà không phải là nhiều cũng không sao, cái đó là cái đất thôi, còn cái chất lượng nó khác. Dạ. Đó, rồi cái chất lượng nó khác. Dạ. Bây giờ tình sẽ ghi hình một vòng nữa cho toàn thể quý vị khán giả cùng xem một cái tượng Phật bị bỏ rơi ở quận 9 thì được ông ba mang về và để ngồi trên cái mảnh đất này. Bữa thằng kia nó khổ nó lại than nó trúng 40 triệu. Dạ. Tao nói cái thằng không dám lại đây đó. Dạ. Cho tiền nó, cho nó 100 ngàn, nó không có tiền xài, nó khổ lúc đó. Đưa 100 ngàn nó mua số, nó trúng mấy chục triệu, nó đốt nhang đây nè. Nó giái rồi đi, nó trúng á. Bởi vì đó nó cũng tin lắm á. Nó giờ nó tin, nó biết rồi đó, nó tin á. Vợ chồng nó khổ là cầm xe không có tiền chuộc, nó không có xe đi làm nữa. Cái lại đốt nhang giái ổng á. Được 40, trả nợ người ta với chuộc xe vậy. Dạ. Đó. Con rất là cảm ơn ông ba hôm nay đã dành chút thời gian ngắn ngủi để chia sẻ với hai đứa con những cái câu chuyện rất là hay ở một cái thị thành xa hoa bậc nhất ở Việt Nam, lại có những cái chốn hoang vu như thế này và có những cái câu chuyện tâm linh rất là hay, cũng như là cái môn võ của ông ba đã chia sẻ cho tụi con được biết thêm. Con xin chúc ông ba và gia đình của mình có thật nhiều sức khỏe ha. Thôi chúc mấy cháu cũng khỏe luôn, có đầy đủ thể lực đi đầu này đầu kia đâu. Dạ, con xin chào tạm biệt ông ba ha. Dạ. Chúc sức khỏe là khỏi chút tiền bạc, chúc sức khỏe, có sức khỏe mới có tiền. Dạ. Không có sức khỏe không có tiền. Nhìn ông ba lúc nào cũng cười vui hết trơn. Nào cũng nở cái nụ cười hết. Lúc này nó bớt bệnh rồi, nó bớt đau bớt nhất rồi, vui vẻ đỡ rồi. Lúc trước nó thôi khổ lắm. Dạ. Yeah. Trước nó đau quá. Đó thì những lời ông ba đã chia sẻ cho cả nhà cũng đã thấm nhuần nhuyễn hết ở trong những video rồi. Còn bây giờ mình xin cho cả nhà xem lại cái hình tượng Phật để cho cả nhà xem thật kỹ ha.
những cái hình tượng Phật thì ông ba vẫn để nguyên, nhìn nó rất là mộc mạc và nó rất là chân thành. Nhìn cái khuôn mặt nó có rất là có cái hồn ở cả nhà. Thì một lần nữa thì mình xin chúc cho những vị khán giả đang xem được cái video này và gia đình thật là nhiều sức khỏe. Mong rằng năm mới sắp tới thì các vị khán giả, những vị khán giả và gia đình sẽ luôn gặt hái được nhiều thành công. Còn bây giờ mình xin chào tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo. Nhớ đăng like và đăng ký kênh ủng hộ cho Duy nha.